chào quý vị và các bạn. Bản tin tuần của báo Cà Mau điện tử hôm nay có các nội dung sau đây. Họp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Sở Tài chính quán triệt chuyên đề học tập và làm theo gương Bác năm 2022. Hạ tầng khó khăn, chậm thu hút đầu tư. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Chiều ngày 15 tháng 6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức họp mặt các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phóng viên, cộng tác viên thường trú của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đại diện lãnh đạo cơ quan và trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Hội Nhà báo tỉnh, báo Cà Mau, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, tạp chí Văn nghệ Cà Mau, cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau. Nhìn lại chặng đường 97 năm của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, từ dấu mốc số xuất bản đầu tiên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925 của tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, trong suốt các cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện lòng trung thành sâu sắc, là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, công cụ sắc bén, góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Trong thời gian qua, báo chí Cà Mau luôn song hành cùng sự phát triển chung của báo chí cả nước. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 3 cơ quan báo chí với trên 155 công chức, viên chức và trên 230 hội viên, hội nhà báo cùng với 2 cơ quan thường trú của Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và 47 cơ quan báo chí và tạp chí với 62 phóng viên, cộng tác viên thường trú của các báo ngoài tỉnh đã tạo thành một lực lượng hoạt động báo chí hùng hậu. Thay mặt lãnh đạo của tỉnh, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương chúc mừng sự phấn đấu nỗ lực hết mình và những thành tích đã đạt được của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoạt động trên địa bàn của tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bút sắc, lòng trong, tâm sáng, cũng như những thành tựu đã đạt được, sớm khắc phục những hạn chế để báo chí đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền nhanh, nhạy, chính xác, khách quan, trung thực, đảm bảo vừa là kênh thông tin tuyên truyền của đảng, vừa là tiếng nói của đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, phản ánh kịp thời, trung thực những tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực báo chí, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm hơn nữa hoạt động của báo chí, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí tác nghiệp, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đúng quy định, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác báo chí. Các cơ quan báo chí, hội nhà báo không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính hấp dẫn của các tác phẩm báo chí, tăng cường công tác quản lý, tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm xã hội và ý thức công dân cao, chú ý quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người làm báo, quan tâm phát triển đội ngũ cộng tác viên lớn mạnh hơn nữa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đang hoạt động trên địa bàn, thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của Cà Mau đến với các địa phương trong cả nước, khu vực và thế giới. Cũng tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt thông báo sơ lược tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt. Các hoạt động kinh tế xã hội của người dân và doanh nghiệp từng bước ổn định và phát triển. Từ đầu năm đến nay, một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Sáng nay ngày 17 tháng 6, Sở Y tế tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức lễ phát động tuần lễ cao điểm tiêm phòng vaccine COVID-19. Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự. Tính riêng ngày 16 tháng 6 năm 2022,
toàn quốc ghi nhận có 774 ca mắc mới COVID-19 tại 44 tỉnh, thành phố. Riêng tại tỉnh Cà Mau, từ ngày 8 tháng 6 năm 2022 đến nay, không ghi nhận trường hợp mắc mới. Đây là một kết quả khả quan, tuy nhiên cũng vì vậy mà bộ phận người dân còn lơ là trong việc tiêm phòng vaccine. Theo Sở Y tế tỉnh, toàn tỉnh hiện có hơn 99,43% người từ 12 tuổi trở lên tiêm mũi 2. Tuy nhiên tỷ lệ người tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2, tức là mũi 3, mũi 4 và tuổi từ 5 đến 11 tuổi còn rất thấp. Cụ thể, mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên đạt 36,05% và mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 chỉ đạt 2,94%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến 11 tuổi tiêm một mũi chiếm 48,09% và tiêm mũi 2 chỉ đạt 12,3%. Theo khuyến cáo của ngành y tế, vaccine COVID-19 miễn dịch không bền vững và không lâu dài như các loại vaccine khác. Vaccine COVID-19 chỉ sau khoảng 4 đến 6 tháng thì miễn dịch sẽ giảm. Hơn nữa, virus SARS-CoV-2 cũng có thể xuất hiện biến chủng mới. Vì thế, người dân cần tiếp tục tuân thủ nguyên tắc V2K là vaccine, khử khuẩn, khẩu trang. Ngày 13 tháng 6, Sở Tài chính tổ chức hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có phẩm chất cách mạng và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới cho 70 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức người lao động đang công tác tại Sở Tài chính. Việc quán triệt học tập, nghiên cứu, triển khai chuyên đề năm 2022 giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức người lao động tại đơn vị nắm vững những nội dung cơ bản của chuyên đề, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Ngọc Hiển lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển tổ chức khai mạc hội thi Tiếng hát thanh niên và hội thi ẩm thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2022. Tham gia hội thi Tiếng hát thanh niên lần này có 10 đội với trên 100 thí sinh đến từ các xã thị trấn và 2 trường trung học phổ thông công an huyện Ngọc Hiển. Mỗi đội biểu diễn từ 3 đến 5 tiết mục ở các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã đầu tư rất công phu dàn dựng các tiết mục dự thi thành một chương trình hết sức đặc sắc và ý nghĩa. Hội thi ẩm thực chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam có 12 đội tham gia với 48 thí sinh đến từ các phòng ban ngành đoàn thể cùng các đơn vị ngành dọc, khối lực lượng vũ trang và các xã thị trấn. Trong thời gian 120 phút, các đội phải trình bày một bữa cơm gia đình gồm 3 món ăn chính mang đặc trưng quê hương địa phương. Thông qua hội thi lần này nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi và là nơi giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng gia đình hạnh phúc. Thời gian qua, được sự quan tâm đầu tư của chính phủ để đẩy mạnh công nghiệp phát triển, tỉnh Cà Mau đã và đang tích cực triển khai lập quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thế nhưng trên thực tế, vẫn còn những khó khăn hạn chế nhất định. Việc phát triển công nghiệp được lãnh đạo tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm. Từ năm 2009 đến năm 2011, phát triển cụm công nghiệp khí điện Đạm Cà Mau. Cùng với thời gian này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030. Toàn tỉnh hiện có 14 cụm công nghiệp với quy mô tổng diện tích khoảng 570 ha. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy chỉ có một cụm công nghiệp ở phường 8 với quy mô trên 50 ha, còn các cụm công nghiệp khác như cụm công nghiệp Hòa Thành với quy mô hơn 29 ha nhưng tỷ lệ lấp đầy khoảng 15%. Các khu công nghiệp còn lại thì tỉnh Cà Mau chưa có nguồn lực để đầu tư hạ tầng hay đầu tư giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch mời gọi đầu tư. Các cụm công nghiệp của chúng ta cũng chưa được phát huy. Chúng ta quy hoạch nhưng mà không có đường giao thông để đón nó. Thì đây là một cái hạn chế rất lớn mà nhà đầu tư người ta rất là ngại, bởi vì không có giao thông tiếp cận thì coi như cũng không thể mà đầu tư đó để mà cho các cái dự án trên đó được. Đó là cái khó khăn lớn nhất mà đã qua trong hơn 10 năm qua là cái đối với tỉnh Cà Mau là cái phần giao thông cũng chậm phát triển, khó thu hút đầu tư.
Đã qua do nguồn ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên chưa đầu tư cho các cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Bên cạnh đó, việc quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phải có thời gian, lộ trình triển khai thực hiện. Vì vậy, việc quy hoạch vào khu cụm công nghiệp đang là vấn đề khiến cho các doanh nghiệp băn khoăn trăn trở. Khi mà mình tiến hành xây dựng, do là ở địa phương á, thì cái doanh nghiệp đã được hình thành phát triển và tương đối là ổn định. Vì vậy á, khi mà di dời như vậy á, sẽ cần một cái thời gian. Và cái điều quan trọng nhất riêng với doanh nghiệp của chúng tôi á, là cần một cái quỹ đất để phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ví dụ như là doanh nghiệp của tôi là sản xuất về các mặt hàng chế biến thủy hải sản, thì cái cơ sở vật chất ở đó, cái cơ sở hạ tầng ở đó phải đáp ứng được đầu ra và đầu vào. Tức là phải có bến bãi để cho ghe thuyền cập lại và đầu ra là xe tải vận chuyển hàng hóa để lưu thông. Tôi cũng rất đồng tình là chủ trương của quan tỉnh di dời các công ty xí nghiệp về khu công nghiệp. Nhưng mà điều trăn trở khó khăn nhất của các công ty là bây giờ hiện tại thì công ty đã xây dựng cơ bản cũng hoàn thành và đi vào hoạt động thường xuyên rồi. Bây giờ nếu mà di dời á thì qua bên đó không biết là có đảm bảo cho cái khu vực một sân phơi rộng, với thêm một cái nữa là khi mình di dời, thời gian di dời đó thì nó sẽ mất cái nguồn mà mình phải làm mà mối rồi cái đầu vô của mình, không biết là người ta có còn bán cho mình không, rồi đầu ra có đảm bảo đã ký hợp đồng là cái hàng hóa mình xuất cho ta, bây giờ sợ đi về bên đó là mất thời gian quá. Riêng bản thân tôi thì nếu mà mở rộng thêm về bên đó thì tôi mở chi nhánh bên đó thì được, chứ đặc biệt nếu mà để mà dời một công ty về bên đó thì trước mắt thì rất là khó khăn cho công ty và đơn vị của tôi. Hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp còn hạn chế, chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối đường thủy, đường bộ chưa thuận lợi, gây khó khăn cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa với các thành phố lớn, nên ảnh hưởng rất lớn đến thu hút các nhà đầu tư, chiến lược, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Việc triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hệ thống điện cấp thoát nước nội bộ chưa được triển khai, cũng là nguyên nhân khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư. Thì nếu như được đầu tư các cái trục giao thông chính mà của tỉnh, như các đồng chí thấy thì ví dụ như là chúng ta tới đây thì có các cái trục giao thông đã hình thành, ví dụ như quảng lộ Phụng Hiệp, rồi đường Xuyên Á, rồi tới đây cao tốc về tới Cà Mau, rồi các cái trục đường chính của cái thành phố Cà Mau, thì cái giao thông này nó phát triển nó sẽ kích cầu thu hút các cái nhà đầu tư vào, sẽ giải quyết được cái vấn đề khó khăn đã qua trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Thế thì sắp tới hy vọng rằng là khi giao thông hình thành thì cái bài toán mà về phát triển công nghiệp đã qua thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện thuận lợi để phát triển. Với những khó khăn hạn chế còn đang gặp phải trong việc quy hoạch và đầu tư hạ tầng phát triển khu cụm công nghiệp, Cà Mau đã và đang triển khai nhiều giải pháp, có các chính sách ưu tiên để hỗ trợ thu hút nhà đầu tư, nhằm tạo đà cho các khu cụm công nghiệp phát triển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần của Báo Cà Mau Điện Tử hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.